Đấy, cô cũng chuẩn bị đi thi cả nhà này. Bây giờ là cô cũng chuẩn bị vào sân khấu rồi. Đấy, bố đi quay cho cô nhé cả nhà nhé. Đấy, cả nhà chờ đợi chương trình của cô đi thi nhé. Đấy, bây giờ sẽ là chuẩn bị lên sàn rồi. Đấy. Rồi, bố đi quay đó. Rồi. Bố cũng chuẩn bị lên sàn. Đấy, cô giáo này. Đúng lắm cả nhà. Đấy, qua thế nhé. Trận gieo mệt quá. Mời em Nguyễn Hoàng Bảo Ngân, Liên đội trường Trung học cơ sở Lương Thế Vinh. Về đây không xóa được không à? Chỉ quay như thế thôi à? Đâu mà xóa được không? Đặt được cái máy điện thoại này, đặt được chỗ cốc à? Hay cái chai ấy. Hai bố con chuẩn bị, bố sẽ quay cho cốm, cốm sẽ lên trình diễn trang phục. Thứ tư ở nhà, đấy đang chờ này. Chị cứ chụp mấy kiểu nữa chị ơi, chị cứ chụp mấy kiểu nữa. Thương cô giáo đây, cô giáo vất vả đây. Cô giáo có kiểu nào chưa? À, đó đây. Chị ơi, chị chụp cho cô giáo một kiểu, mấy kiểu vào. Cô giáo còn chưa có kiểu nào kìa. Vất vả nhất đây. Chụp gần gần một tí nữa chị ạ. Thế bên này là rất đẹp cả nhà này. Đấy, như vương miện bằng giấy đấy. Có những bông hoa này. Đây là giấy làm hoa cả nhà nhé. Nhìn như là công chúa bong bóng này. Ai trang điểm cho cô mà xinh thế nhỉ, cô giáo nhỉ. Đây, ôi giời. Yêu quá. Ôi giời, yêu quá. Đẹp nhất luôn. Lên sân khấu phải đỏ một tí. Lên sân khấu phải tươi nhá. Yeah. Đây, chuẩn bị đấy nhá, chuẩn bị nhá. Chuẩn bị à đúng không? Chuẩn bị à phải không chị? Rồi chuẩn bị lên rồi. Viết đây, cứ quay xóa phông mù mịt gần gần đây này. Quay cho em này. Đây, đừng quay đây. Cứ quay bằng máy ở đây, đừng quay đẹp đấy. Không ý quay bằng máy kia để sử dụng chứ. Quay bằng máy tôi làm thế. Ăn cũng xin cơ. Đúng không? quay về ghép mà. Góc mấy này này. Vẫn phải cố gắng mặc quần áo nhá, cái đường dài thì đang ăn được ăn. Tối ăn cơm sớm quá. Thấy chị đến để bỏ cơm không ăn nữa. Ở góc này đại Việt này. Dưới búp bê đây này nhỉ. Đấy, quay về để làm tư liệu ấy. Đưa cho cô. Con ngồi xuống này. Chủ yếu đi quay này thôi. Làm một cái video dài ghép nhạc. Tươi lên con. Tươi lên tí nào. Có vẻ lúc nào cũng yêu này. Quay đứng ở đây. Nè này để lên viết ấy kia cùng kia. Ê trời. Thế nó quay đấy. Cô giáo đang lau. À, con ngồi xuống đấy. Con ngồi xuống đi con. Mỏi. Đấy, mỏi này. Đấy, đúng rồi. Hai cô trò này. Cô quay đây thôi, cô ơi, quay về đây à, con, quay bên này này. Quay sang bên này. Đấy. Để cho các bác xem. Chị ơi, các anh chị ơi, em nhờ một tí. Con ơi, con đứng lùi ra đi để ra ngoài. Anh ơi, kéo vướng con cháu rồi. Thôi rồi. Thôi, cô đi chị rồi. Đang ngồi tiểu học đúng không? bà bảo làm một bà đi. Mù say say lò say say hầu chứ hầu mẹ mẹ đi nhanh nhanh về nhanh nhanh đi nhanh nhanh về nhanh nhanh ta uống hầu mẹ mẹ thầm mõ đeo luôn vòng quanh cô nơi đời ngàn đã xám giữa núi rừng đường đao khoe sắc như chỉ hồng trên đá. Ô chàng trai đi tù mù say say lòi say say mù say say lòi say say hô chớ đi nhanh nhanh về nhanh nhanh đi nhanh nhanh về nhanh nhanh ta uống hầu mẹ mẹ vượt dốc đèo vượt gió ngàn thấm mó đèo nghiêng nghiêng núi như dải lụa vắt ngang trời vang tiếng khen bay trong gió rực chắc chơi thấm mó đèo nghe tiếng lòng báo lưu luyến lời ước hẹn mùa xuân về về với thăm má để đến không nhớ chia sẻ cùng anh bồ hoa đêm cài vàng trên lá tam giác bạch bừng sáng phương hoa đỏ mà em thương chín lời nhớ chín lời thương cho anh vẫn vương về miền biên cương thăm má đeo lưng vòng quanh có nơi đại ngàn đã xám giữa núi rừng đường đao khoe sắc như chỉ hồng trên đá. Ô chàng trai đi tù mù say say lòi say say mù say say lòi say say hô chớ đi nhanh nhanh về nhanh nhanh đi nhanh nhanh về nhanh nhanh ta uống hầu mẹ mẹ vượt dốc đèo vượt gió ngàn thấm má đèo nghiêng nghiêng núi như dải lụa vắt ngang trời vang tiếng khẽ bay trong gió giữa sắc trời thấm má đèo nghe tiếng lòng báo lưu luyến lời ước hẹn mùa xuân về về với Mỹ Tổ. Cao nhất trong đêm ngày hôm nay, bản tin chúc mừng bạn Ngô Huyền Ánh, trường Tiểu học Việt Vinh. Bạn đã xuất sắc giành giải nhất trong hội thi ngày hôm nay. Xin mời bạn bước lên phía trước. Và xin trân trọng kính mời bác Lương Tiến Dũng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Bắc Quang lên sân khấu trao giải nhất cho bạn Ngô Huyền Ánh đến từ Liên đội Trường Tiểu học Việt Vinh. Phần thưởng của bạn sẽ là một giấy chứng nhận và 1 triệu đồng tiền mặt. Anh lên chụp một kiểu anh. Lên chụp cả hai bố con. Rồi lên cả nhà lên nào. Đi mình lên đấy. Đây. Rồi về đây. Không sao được. Rồi chúc mừng cô. Không. Vân Anh vào đây. Chị thôi chị ơi. Đứng bên này, một kiểu bên này đã. Cái chiều bên này một kiểu nó sáng đủ sáng đấy. Đây bạn à. Điện thoại Ngọc đâu? Chụp điện thoại mình đi, sau tí gửi cho chị. Đúng rồi. Đây con nhìn. Rồi, một hai bạn nào. Chân Dung nhá. Chân Dung chị đứng gần vào. Một hai bạn nào. Em gửi nhóm vào đây, vào đây. Dạ. Anh vào đây một kiểu này. Có đây. Đó, đây, các thầy cô đây. Chúc mừng đấy, chúc mừng cốm đấy. Chúc mừng cốm giải nhất đấy. Đợi tí. Hiền đi, anh nói vào giữa. Hiền, hiền cả, hiền tất vào lên đi. Đi vào, được không sao cả. Các chị vào đi. Cất vào lên đi. Ở đây, đây, đây. Cốm cầm đấy. Hiền đâu vào đây. Rồi, cả nhà nào. Cô, mời cô bí thư làm vào đây. Bây giờ các cô vất vả đấy. Các cô vất vả đây. Rồi. Nào, một thai vào nào. Một thai vào nào. Được chưa? Rồi, có ai chụp riêng cô giáo đi. Anh đứng ở đây để em chụp đi. Con cứ đứng đây. Anh nhận đấy. Tớ đi ra đã. Tớ đi ra. Rồi, chị ra. Nào, con nhìn con cười nhá. Nào, em vào đi. Được nha, 1, 2, 3, đợi tí nha. 1, 2, 3, 4. Rồi, ok. Rồi, chúc mừng con nha, con nha. Cô có chụp riêng không? À, có ai chụp riêng với cô không? Đây, em chụp với hai bố con anh. Anh đứng đi. Rồi, rồi. Có máy một nào nhá. Rồi, 1, 2, 3 nào. Rồi, các anh cô. Đây, bao phần anh, bao phần anh. Đấy. Biết là điện thoại mình đâu. Rồi rồi, đấy. Bác này, bác này. Bác phần anh này. Bác phần anh này, một thằng bác nào. Phải lát. Tắt hết đèn à? Chụp chưa? Rồi. Con gửi ảnh cho bác sao nhá. Cô gửi ảnh cho bác xin sao nhá. Rồi. Con uống này, con uống. Nóng quá, nóng quá. Rồi. Nóng quá, nóng quá. Rồi, con ra đây đỡ chói. Đi, đi cô giáo.